Ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Cái Bè. Phòng trào nơi gây ra vụ án mạng. Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 11, Lê Thanh Bình 35 tuổi, ngụ ấn lợi trên, làng Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đến phòng trọ thuộc nhà trọ Kim Phụng, tọa lạc ở ấn thống, làng Hòa Hương, huyện Cái Bè, gặp chị Nguyễn Thị Hồng Thuận 31 tuổi, ngụ làng An Hữu, huyện Cái Bè. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, sâu sát. Lúc này, Bình dùng sợi dây điện siết cổ chị Thuận đến chết rồi bỏ đi và có ý định tự tử. Sau đó, Bình được gia đình khuyên ngăn và ra cơ quan công an đầu thú vào tối cùng ngày. Theo điều tra, Bình và chị Thuận đến thuê nhà trọ thắng của bà Nguyễn Kim Phụng 44 tuổi, ngụ ấp Thống, làng Hòa Hương, huyện Cái Bè, vào đầu tháng 9 năm 2019. Bình và chị Thuận có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.